Theo cuối cùng thì ai là người đẻ ra con hả Bánh Bao? Đến hôm nay là mình xin khẳng định nhá, giải nhất của cái chương trình đẻ thuê là thuộc về mẹ Leo rồi. Bố đi có mấy tiếng mà làm như đi chục năm mới về. Bố ơi, nên nên là ba tuổi. Nên nên là bao tuổi bố đây? Để con gái làm gì để đâu quấn bố thế này? Bố lô bao hồng. Bố lô bao hồng đây là bố. Nghĩ cũng nhanh thật, mới ngày nào Bánh Bao nó còn đỏ hỏn. Ông Quyền còn bảo không biết bao giờ Bánh Bao phá mâm được nhờ. Đấy, thế mà chớp mắt cái được 2 tuổi rưỡi rồi, thích nói yêu bố suốt ngày rồi đang xây tóc cho bố thế này. Đang mùa đào bỏ qua nhở, ngọt dã man, để mẹ rửa đã, bố Quyền lấy dao tí gọt nhá. Bố đồ lên, bố đồ lên, bố đất cà phê nhở. Để tao xong giờ cho bố nhá. Bố muốn miếng nào, bắt bố miếng nào. Ủa, alo, mọi người có thấy tôi không? Tôi vẫn ở đây, như đang đóng vai người đăng hình nhá. Nhà. Con đọc 5 điều bác Hồ dạy nhá. Nhà. Ừ, yes. Nam điều quá trâu dày. Yêu đồ đứt, yêu đồng vào. Học đồ tốt, nhau đồng đốt. Đoàn. Đoàn đất đốt. Kỷ. Gì đồ đốt, chú mình gì trên đồ tốt. Theo đồ đồ cho trần đá. Mẹ qua chạy cho con à? Nóng với mẹ nhá. Sáng cuối tuần, cả nhà kéo nhau đến phố đi bộ chơi, đến tận trưa muộn mới về. Thế là cả nhà ôm nhau ngủ, tận 4 rưỡi chiều mới dậy, bố Quyền đi tỉnh thì thôi. Chứ mà đã ở nhà là hai bố con cứ bám giết lẫn nhau, thơ thẩn thẩn thơ cả ngày luôn. Alo, alo, mình mà Bánh Bao nào đây? Chà, sở chim mơ Bánh Bao, yes. Gõ bàn phím rồi lan chúa chuyên nghiệp nhờ. Đúng chuẩn đệ tử bố Quyền rồi đấy. Mua xe người đang nhớ không bố yêu ơi. Ơ, ai bấm chuông cửa nhờ? À, người ta giao nhãn, nhãn vào mùa cả tháng ngay rồi. Mà hôm nay mình mới mua ăn đấy. Ơ, nào nào, con lại cầm chậu đi đâu đấy hả? Đấy, đây chính là cảnh thường ngày ở nhà mình đấy. Ông Quyền á, suốt ngày bề trò luôn. Mà có những cái trò không hiểu nổi. Bố, bố chơi vào đây á. Lớt tóc tóc, ít thôi ông Quyền nhá. Lại học mấy cái trò này trên tóc tóc xong về bày cho con này này. Ở nhà mình nhá, đồ chơi hay là sách truyện cho Bánh Bao á, toàn ông Quyền mua hết đấy. Ngày trước mình bảo anh đến chơi nhiều với con, thì con mới thông minh, thế nên á, ông ấy khuân vác về á, không biết bao nhiêu là đồ chơi luôn, để hai bố con chơi. Đấy, từ lúc ngủ dậy đến giờ, hai bố con cứ lao đầu với cái bộ bàn lắp ráp này, không để ý gì đâu. Bánh Bao ơi, cây gì đấy con? Cây gì bà? Bà không lắp được rồi, để đắp trước bố nhá. Ôi sợ nhìn cái mặt kìa, lắp cái bộ này, Bánh Bao thích 1 mà hình như bố Quyền thích 10 ấy nhở. Sời sời, nhìn hai bố con chăm chú không chứ lại. Đây là ba, đây là bố Tiền. Hai bố con mình đi chơi nhỉ? Đây là bố Tiền đấy, đây là Bao ấy. Bây giờ gì ta bao gì không? Đúng rồi. Ông Quyền bảo Bánh Bao lớn nhanh lắm, nên là phải tranh thủ chơi với con, không sau này nó lớn á, nó chẳng chơi với mình đâu mà. Trời chứ bố. Rồi, thành quả của hai bố con hơi bị đỉnh đấy nhá. Mà công nhận nhá, lắp cái Lego này, Bánh Bao nó tăng cái khả năng tập trung cực kỳ luôn. Cái bộ bàn Lego này vừa có thể làm bàn ăn, bàn học, lại còn bàn chơi với nước và cát nữa. Tiện nhở. Thôi, mẹ đi chợ đây, hai bố con ăn chè đi bye nhá. Bye. Lên được bố. Con làm sao bố? Lên được bố. Đêm qua Bánh Bao sốt cao tận 39.5 mãi mà không hết sốt. Sáng dậy ăn bát cháo thì xúc được có vài thìa rồi bỏ đấy. Mẹ xót ruột quá, thế là cố xúc thêm vài thìa để tí còn uống thuốc. Bố thì đi gọi người đến xét nghiệm cho Bao. Ôi giời, nhìn cái mặt có giống người đang ốm không trời. Đấy, vẫn vui vẻ tươi tỉnh lắm, tí thì mới mếu cơ. Cả kết quả xét nghiệm ấy thì người ta hẹn là 2 tiếng nữa mới có. Đấy, rồi cứ ôm chặt chân đòi theo bố xuống dưới. Ok, bố cho con đi cùng bố. Về không chứ lại. Thôi, để mẹ xuống lấy đồ cho hai bố con ở nhà đi. Bà ơi. Dạ. Bà Bao, con ra ngoài kia cho bố làm việc nhá. Không. Nope. Không ạ. Mẹ, cha nói gì mẹ Bao từ nhìn tâm đi ăn cùng bố. Bố đây là bà Hồng. Bố đây là bà Hồng. Bao đi bố nè. Sốt cao mà cái miệng thì líu lo không ngừng. Hai bố con coi nhau đi. Mẹ nấu đồ ăn chưa đây? Chiều nay trong tủ lạnh còn vài cái đùi gà, làm luôn cái món đùi gà nướng mật ong.
Gà thì mình khứa vài đường ấy cho dễ ngấm gia vị, với lại tí nướng ấy thì cũng dễ chín nhanh hơn. Thêm ít hành tỏi, dầu hào, muối rồi cả mật ong vào, trộn đều lên rồi để khoảng 20 phút. Cái nồi chiên không dầu nhà mình ấy là Xiaomi Smart Air Fryer tậu tại Saffron S, dung tích là 3.5 lít nhá. Mà dùng cũng dễ cơ, chỉ cần xoay xoay xong tìm cái món mình chọn xong ấn nút thôi. Quay trở lại với cái bánh bao này, kết quả vừa có rồi cô chú ạ. À, bánh bao bị cúm A rồi, cái khu mình ở ấy một loạt trẻ con dính luôn đấy. Ôi dào ơi, sốt đùng đùng đấy, mà tâm trạng lúc nào cũng muốn đi chơi. Nhiều khi mình đúng kiểu đây là đâu và tôi là ai luôn đấy. Đấy, tiện không đi lại, xong luôn cái món gà quay mật ong rồi, tí làm thêm bữa rau là xong. Nhìn này, gà đã chín mềm luôn rồi. Bánh bao cũng ăn một tí nhá, để tí còn uống thuốc nữa, mong là cái dịch để chóng qua đi. Chứ nhìn bọn trẻ con ốm sốt, nhìn sốt lắm luôn. Hai ngày cuối tuần vèo cái hết, thứ hai đến rồi. Hôm nay bánh bao lại được đi học, trà cũ hết rồi. Hôm nay mình pha cái bình trà gạo lứt quê Việt để uống cả ngày. Tao xin mẹ à. Rồi con uống đi. Bố Quyền ngày mai là phải đi tỉnh mấy hôm rồi. Bánh bao ở nhà mà không thấy bố, thế nào cũng gào loạn lên. Cái trà gạo lứt mình uống ấy vẫn là của quê Việt, khác cái là loại này bổ sung thêm gạo lứt kỷ tử với hoa nhài, vẫn thơm ngọt dễ uống nha. Đấy, xong rồi chế thêm nước để tủ lạnh uống dần. Cái trà này là cũng giúp thanh lọc với lại thải độc cơ thể đấy. Rồi đồng chí bánh bao lên đường đi học nha. Sời sời, kẻ thứ ba tí hon đi học rồi. Chiều nay mình hẹn hò tí nhờ, ông Quyền thì rủ đi luôn từ sáng, mà mình lại bận, thế nên chiều mới đi được. Người ta hẹn hò thì đi cà phê chiêu chiêu, vợ chồng tôi hẹn hò là chỉ có đi ăn. Chiều nay là đi ăn lại mấy cái món ngày xưa hồi yêu nhau ấy, suốt ngày ăn. Mà đấy, hôm nay là không có cái đuôi bánh bao phá mâm, ăn là năng suất hẳn luôn đấy. Ô, mà mới hôm nào vừa cưới nhau xong nhá, cuối năm nay là tròn 4 năm ngày cưới đấy, nhanh nhở. Đấy, nắng không mở đổi mắt, ông Quyền vẫn đòi đi ăn kem bằng được. Này em ơi, bánh bao nào biết mình ăn kem riêng này, nói chắc là tôi thì sáng mai luôn. biết con nó dỗi, thế nào thì vệ cũng treo cơ. Tiện đường, tạt qua cái phố hàng mã này, ông Quyền bảo vào xem, có gì hay hay thì mua cho bánh bao. Đấy, đi hẹn hò mà tí lại bánh bao. Cái mặt nạ này hay này, mua về tối anh với em chưa bánh bao nhở. À kia, để đông sau nó thích này. Đây, này đông thu đẹp nhỉ. Nhà cho bánh bao lên đây chơi, đây nhiều đồ đẹp ạ. Rồi, buổi hẹn hò kết thúc, đến luôn cái trường đại học chữ to, đòi bánh bao về nhờ. Ôi sởi, chạy ghê không? Con chào bánh bao. Đây ơi, con chào con chào tao đây. Bánh bao ơi, con chào con giáo thế nào nhờ? Con chào tô giáo. Con chào tô giáo à. Đấy, bình trà gạo lứt xám để ở tủ đấy, anh lấy ra mà uống, tiện lấy cho con hộp sữa chua nữa. Đây, bánh bao của con đây. Con cảm ơn bố rất nhiều ạ. Đấy, cứ đi học về cái là nhà cửa rộn ràng ầm ĩ ngay. Đùa, xem lại cảnh này nhìn tôi buồn cười không? Hùa theo hai cái bố con nhà này. Bây giờ bao tuổi, bố chạy nhá. Đồng chí bánh bao lên đồ đi Hàn Quốc thôi nào. Ôi giời, vẫn rất là đam mê bố mày quay cuồng nhá. Đồ của bà bao thì mình chuẩn bị từ mấy hôm trước để gọn góc kia rồi, giờ để soạn nốt đồ của bố mẹ vào là gác go thôi. Rồi đấy, đồ đàn là cũng đủ hết rồi, bố Quyền lên thắp hương đi. Anh cô à. Bà bao biết sắp được đi chơi hào hứng lắm. Trời ơi, trông con gái con lứa kìa. Lần này đi Hàn ý, chắc là đi bộ cũng nhiều. Mang cho bánh bao mấy đôi giày bệt, đi cho thoải mái. Rồi cả là cái chai xịt mũi remote baby này nữa. Đấy, anh cứ để hết vào đấy cho em, thế thì yên tâm không bị mũi cắn. Tha hồ đi công viên sở thú, rồi thì lên đảo ra rừng bao nhờ. À đây, anh nhớ mang theo cái remote IP để trị mũi cắn nhá. Ôi giời, cái này nhạy lắm, bôi cái là dịu luôn. Được rồi đi thôi, Hàn Quốc thẳng tiến. Gác go. Nhà mình hôm nay sẽ là bay đêm, bánh bao lên máy bay ngủ ấy, tầm hơn 4 tiếng là đến rồi đấy. Đợt này bọn mình hoàn toàn là đi tự túc, cũng là mấy nhà thân với nhau ấy, xong rủ nhau đi. Nào, con uống hộp sữa chuẩn bị đi ngủ nhá. Để hát cho an toàn nè, không gì nhá. Con hát chưa? Con hát chưa? Con hát rồi ạ. Ok, đúng rồi đấy. Chồng bà bánh bao thay cái bộ pyjama đi ngủ, nhìn có buồn cười không chứ lại. Nào thôi, đi ngủ đi bao, 11 giờ đêm rồi nhá. Bánh bao xinh đẹp không ạ? À?
Và cuối cùng, sau hơn 4 tiếng bay, nhà mình đã đến Hàn Quốc rồi đây mọi người ơi. Lấy đồ xong xuôi rồi, bây giờ thì nhà mình sẽ đi nhận phòng. Cũng phải di chuyển mất hơn 1 tiếng đấy, thì mới đến nơi bọn mình ở. Ôi dồi ôi, Hàn Quốc đẹp quá ấy thôi. Cây thì ngả hết sang màu vàng màu đỏ rồi. Và đây chính là cái ngôi nhà truyền thống bọn mình ở này. Bọn mình đi 6 nhà ấy, thì sẽ thuê cả cái căn này ở luôn. Nhìn đúng kiểu đậm chất Hàn Quốc nhờ. Trời thì xe lạnh lạnh thích ghê. Nào nào, cả nhà mình vào đây chụp ảnh kỷ niệm nhá. Xong rồi lên đường đi chơi tiếp thôi nhờ. Chân dung người đàn ông đang rất chăm chỉ chụp ảnh cô con gái này. Mà đấy nhá, cái chỗ này nhờ bụi rậm quá. Anh xịt mũi cho con đi. Cái remote này có tinh dầu khuynh diệp nên là thơm và dễ chịu lắm, lại còn an toàn với hiệu quả cơ. Đuổi mũi tốt cực đấy. Rồi rồi, bây giờ nhà mình đi mặc đồ hanbok chụp ảnh thôi. Quá lố, phục vụ hề bao thế nào? Dạ không bố. Dễ thương đấy. Bà ba cho chú ạ, ba đi chết đây. Nào con làm sao nói mẹ nghe. Bố đi chơi rồi. Sao? Bố đi chơi rồi cho mẹ về đi cứng nào. Bố ba làm sao? Bị bé ba nhả ra. Thế bé ba buồn hả? Bố đi mất rồi làm sao bây giờ? Mà không yêu trai mà. Bố yêu con mà. Bố chạy mất rồi bố yêu con nữa đâu. Bố chạy mất rồi không yêu con nữa đâu á. Bố có yêu con. Bố chạy bắt con. Yêu con rất lâu mà. Thế á? Bố không yêu con đó hả? Giờ nó khóc con cười. Không, bố chạy bắt con. Con buồn mà. Mà bố chạy bắt con buồn. Thế bây giờ con khóc con cười đây. Bố chạy bắt con buồn mà. Thế bây giờ con khóc con cười. Khóc đi. Con về nhé. Mẹ cảm ơn con nè. Hai cái luôn hả? Con tức bụng thế, con cười với xem nào. Cười ha lên nè. Không, đâu, mẹ bảo, con cười. Con cười ha ha lên nè. Con buồn nè. Giờ dừng việc buồn một tí, khóc một tí nhá. À, cười một tí, cười nè.